tiểu sử của Hàn Hằng, hot girl Instagram và bạn gái của vlogger Huy My. Hàn Hằng là ai? Hàn Hằng là một hot girl đình đám trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô thu hút rất nhiều lượt theo dõi. Sự nổi tiếng của Hàn Hằng không chỉ nằm ở khu vực trong nước, cô còn từng gây sốt khi được lên báo chung nhờ vẻ đẹp mê mẩn của mình. Tìm hiểu thêm về tiểu sử và đời tư của Hàn Hằng nhé! Ngoài ra, cô từng tham gia chương trình học Hot Fave Việt Nam năm 2017, là chuyện tình với vlogger Huy My cũng có thể là chủ đề cho rất nhiều người bàn tán khi nhắc tới Hàn Hằng. Cô tên thật là Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999 ở Thanh Hóa. Hàn Hằng là hot girl lắm thị phi nổi tiếng trên mạng xã hội. Hàn Hằng của hiện tại là một gương mặt trẻ trung vô cùng nổi bật trên Instagram. Cô sở hữu hình thể nóng bỏng, lượt nà, nhưng có thể vóc dáng được vạn người mê như bây giờ. Hot girl sinh năm 1999 đã phải trải qua quá trình lột xác đầy bất ngờ. Những năm trước đây, Hàn Hằng xuất hiện với dáng vẻ gầy guộc, vẫn còn trẻ trung hồn nhiên sau thời gian chăm chỉ tập gym. Thân hình có hương đã thay đổi thực sự, không chỉ trở nên cân đối mà body còn rất nóng bỏng. Thế nên bây giờ nhiều người hình dung rằng Hàn Hằng với dáng vẻ sexy quyến rũ là chính, nhờ khuôn mặt lại ngọt ngào, dễ thương vóc dáng nóng bỏng, hút mắt cộng đồng với cách ăn mặc hiện đại thời trang, khi thì năng động cá tính, khi thì điệu đà lôi cuốn. Chính vì vậy mà chẳng mấy chốc người đẹp Thanh Hóa đã trở thành gương mặt hot face được giới trẻ follow rầm rộ. Với ưu thế nổi tiếng có sẵn đã giúp Hàn Hằng trong việc quảng bá các sản phẩm dành cho giới trẻ như mỹ phẩm, thời trang, thuốc giảm cân. Riêng việc PR cho quá nhiều mặt hàng đã khiến rất nhiều người gọi Hàn Hằng là hot girl tạp hóa. Chuyện tình với vlogger Huy My cũng không kém phần kịch tính. Song song với việc PR không có tâm, tên tuổi của hot girl thị phi Hàn Hằng gắn với tin đồn là người thứ ba khiến cho chuyện tình cảm giữa vlogger Huy My và bạn gái Trúc Anh sụp đổ. Sau tấm hình cô chủ động đăng trên story cá nhân, cho đến nay Hàn Hằng và Huy My đã chính thức công khai yêu đương, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc thân mật trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của rất nhiều netizen.